Theo như mình thấy đánh giá là Thompson nó ngon hơn MP40 khá là nhiều về cái khoản bắn ở tầm xa anh em ạ. Đấy, rất đã, bắn tầm gần cũng ngon nữa. Cơ bản là Thompson tốc độ bắn nó nhanh anh em ạ, rất sướng luôn nha. Tôi không hiểu sao nhưng mà tôi cảm giác là cây này giống cái cây... Ui, vãi cả trường, đậu xanh, gì vậy? Ui, hack rồi, anh em ấy mới tải phiên bản mới đã gặp hack rồi, trời ơi. Yo, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Si Kẹo. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em test cái con nhân vật mới và cơ bản là cây súng mới nha anh em, Thompson. Với game đầu tiên thì mình sẽ phải cầm súng lục anh em ơi. Thì với cây G18 quen thuộc đúng không nào? Cơ bản là game 1 thì anh em không đủ tiền để mua được cây Thompson nên là mình chơi tạm cây súng lục. Thế thôi nha anh em. Anh em chờ xíu nhá. Thì ngày hôm nay là test trong chế độ tử chiến, cũng như là hiện tại thì thông báo luôn đối với mọi người, đấy là cây Thompson này chỉ xuất hiện ở trong tử chiến thôi nha anh em. Ok, chúng ta let's go. Bởi vì là mình cũng có tìm trong đấu thường hoặc là đấu rank thì không có xuất hiện cây Thompson. Và cái cách để anh em chơi nó là vào tử chiến và quẩy thôi nhá. Rồi nha, ok, không thấy địch đâu các bạn ạ. Không hiểu sao chúng nó chạy đâu nhỉ. Tôi cũng chả biết nữa. À, thì ra là ở ngay trên này. U rồi ôi, nhìn này công này. À, đủ cho nó tụ tập ở trên này này. Ơ, cái đậu xanh. Anh em chờ tôi tí nhở. Ui ui, vãi cả trưởng. Lại thêm thằng nữa. Ơi, đậu xanh. Làm sao đấy Hải ơi. Úi rồi này. Vãi. Bắn đau thế. Bắn đau thế nhở. Ồ, ok ok, ngon. Thằng cuối đâu? Thằng cuối đâu? Đâu rồi nhở anh em nhở? Anh em thấy thằng cuối chưa? Hình như là ở ngay dưới à. Ui, chú lại vào nhầm hang cọp rồi. Cơ bản là thằng bé nó nhảy giữa team mình thế thì ăn làm sao được. Rồi nha, bây giờ mua cây Thompson nha. Cơ bản là đủ tiền nên là tôi mua luôn cho anh em. Đấy, video này trải nghiệm cây súng Thompson là chính mà. Mua mũ giáp này, cái lựu khói nữa. Và với cái lựu khói này thì tôi cũng đã lên video cho anh em trải nghiệm rồi. Nhưng mà đây, trải nghiệm lại. Thì lựu khói này phải nói là ui, nó sẽ bao phủ một cái lớp khói khá là dày và trong tầm khoảng là 25 giây nhá. Nên là nếu mà ném cái này vào đồng đội thì đúng là chẳng khác gì là bóp rái đồng đội cả anh em ạ. Ví dụ đang combat làm ngay quả đấy thật sự là rất là khó chịu mọi người ạ. Ok, tầm này mình cũng không thấy mấy thằng địch đâu nhở. À, nghe tiếng thì khả năng cao chúng nó trên nhà công ạ. Từ từ đây, từ từ tôi công nhà cho anh em. Tôi chẳng xoắn gì cả, cứ một mình tôi quất luôn cũng ok nhá. À, đậu xanh, đây rồi, úi rồi ôi này. Làm sao đấy hả em ơi. Xong nha, mày này. Ok các bạn, chờ xíu nha. Để xem thằng nào ở trên. À, kiểu này là nó ở trên nóc rồi công ạ. À, lên luôn vả nó nhá. Ui, à, con sâu này ở trên à. Úi rồi ôi, nằm xuống nhá, tuổi gì em ơi. Trời ơi, vậy là sau nha. Còn thằng nào nữa không nhở? À, tầm này địch nó chỉ còn lại một đứa thôi. Xem thằng còn lại ở đâu vả luôn nó này. Ui, đã win rồi cả. Đồng đội khá là cứng tay anh em nhở. Mặc dù là chạy hơi chậm và hạ gục hơi chậm nhưng mà không sao. Bởi vì là còn đỡ hơn mấy con bot anh em thi thoảng chơi tử chiến ấy. Gặp mấy anh em kiểu đậu xanh, mấy anh em chơi game các bạn lại thoát trận nên là hơi dị ứng. Rồi nhá, với game này là game thứ 3 rồi thì mình đã chuẩn bị là hai cây Thompson luôn. Anh em có thể là nhìn kỹ ạ. Đấy, cây Thompson này là một cây súng bắn tiểu liên nhưng mà bắn rất là xa và nói chung là ngon anh em ạ. Với tốc độ bắn cao, tôi không thể hình dung được là nếu như mà cây Thompson này thời gian sắp tới nó ra skin súng thì chắc nó phải ngon đến cỡ nào. Đấy, anh em có thể hình dung được không ạ? Rồi nha, đậu xanh. Chuẩn bị, let's go anh em. Trước tiên là chuẩn bị lên trên cái đã đấy. Cứ cầm cây Thompson mà chiến thôi, lo gì. Đậu xanh này. À, ở đây có ai không? Úi dồi, à thì ra ở trong này. Đậu xanh làm gì đấy hả em ơi? Úi dồi này, chạy nổi không em? Rồi nhá, phải nói là vút tâm một cây Thompson này rất là dễ anh em ạ. Vút xíu vào lên à, rất là nhẹ nha mọi người. Ok, vâng, tầm này team địch còn thằng nào nữa hay không nào, để tôi hạ gục luôn nào cho nó đỡ mất thời gian nào. À, mình ra phía sau này coi nào. Ui dồi, tưởng gì cơ, triple kill nhẹ nhàng đấy. Lại gặp một thanh niên thoát trận. Và cái phiên bản mới này OB21 thì tập trung vào đấu rank tử chiến mọi người ạ. Hôm nay mình chơi thì chưa thấy xếp hạng đâu. Ok này, vâng, mua thêm một số những trang bị đây cũng như là bong keo nó cũng vô cùng là cần thiết. Cơ bản là thi thoảng địch nó bắn tôi còn dựa bong keo, tôi còn né đạn chứ anh em. Chứ còn là không chơi lầy được, chơi lầy là chỉ có nước xanh mộ sớm ấy. Vứt mấy cái đạn súng lục ra cơ bản là nó thừa ấy nên là tôi không chơi. Rồi mọi người, vâng, hai tay hai súng hai cây Thompson thế này chơi game thoải mái rồi, lo gì nữa.
sợ gì một con thằng nào đúng không? Đấy, nhân vật mới nhá, trông rất là ngon lành anh em. Nhân vật Hàn Quốc ấy nó khác bọt hẳn đúng không? Ui dồi, cái đậu xanh. Ơi, bạn ơi. Làm gì đấy? Bạn ơi, ui dồi này. Bạn ơi, bạn tính sơi mình nhá. Ui, mình ngon nhưng mà sơi mình không có dễ đâu. Các ông lại cứ nhìn thấy tôi xinh đẹp, các ông lại đòi sơi tôi à? À, ok ok mọi người. Số nhà đây, quần máu cái đã. Thế cho nó nhanh anh em, bạn quần máu cẩn thận nhỉ, từ từ. Tôi ra ngoài cái này. Hay, ở đây có người không? À đủ. Câu đâu rồi? Ui, có mỗi một đứa. Thế thì mấy thằng còn lại đâu nhỉ? À, thì ra là đây. Thì ra là đây. Ui, anh em thấy không ạ? Cái thông sân mới nhá, bắn xa rất sướng này. Ui, phải nói là ngon, ngon các bạn ạ. Ngon cực kỳ luôn. Và anh em hãy nhanh tay vào trong tử chiến để trải nghiệm cây súng mới này nhá. Hiện tại tôi vừa trải nghiệm đây. Đấy, rất đã. Đúng không ạ? Thật sự là ngon luôn. Cây thông sơn này cứ làm combo gọi là hai súng thì anh em gọi là muốn vả thằng nào cũng được. Vâng, và chắc là chơi thêm game nữa đi. Cơ bản là một game mà nó ít quá anh em ạ. Chơi thêm game nữa, tiếp tục rèn luyện thêm kỹ năng bắn cây súng mới đúng không nào? Đấy, thì lại là khởi đầu trận thì mình lại phải cầm cây súng lúc này thôi. Cơ bản là game 1 tử chiến nó cũng cho nhiều tiền. Đấy, kể mà nó cho nhiều tiền rồi, tôi mua ngay cây thông sơn anh em ạ. Rồi nha các bạn. Đây mọi người, cầm sẵn cây G18 trên tay. Thực ra thì G18 thì mình chơi cũng khá là quen này, vút tâm bằng cây này cũng được thôi. Chẳng qua là súng lục thì vút tâm nó không ok lắm, phát nổ phát xịt, tức là phát được, phát lại không được. Nên là nó không nghệ lắm, chứ còn là cây thông sơn là tôi cũng bắt đầu là tôi thấy là chơi quen tay rồi các bạn ạ. Nên là chơi nó cũng ngon lắm. Đây đâu rồi, người đâu? À, đậu xanh này làm gì trên này? Úi dồi, làm gì đấy hả em ơi? Đứng lại nhanh này, mày ra đây. Mày ra đây em ơi. À, nó chạy. Nhưng mà bị đồng đội ăn bắn gục rồi em ơi. Ra phía ngoài này. Ui, lại một thanh niên thoát trận này. Thằng kia. Mày ra nốt đây. Úi dồi này, xong chưa? Xong, sĩ kẹo double kill nhẹ nhàng đúng không nào? Và nghe nói là 2 giờ chiều ngày mai thì tử chiến mới bắt đầu là chơi nó có xếp hạng. Hôm nay tôi ngày đầu tiên test phiên bản OB21 thì chưa thấy được có xếp hạng đâu. Vừa mua thêm được mấy cái trang bị này. Ok, chúng ta có bộ đôi mũ giáp level 2, khá là ngon lành. Đây, và hiện tại thì mình lại cầm thông sơn rồi. Riêng mà cầm thông sơn thì mình vô cùng là tự tin, thằng nào mình cũng ăn được luôn anh em ạ. Nên là anh em cứ thoải mái đi. Đây, tôi sẽ gánh cho anh em, kệ luôn đồng đội, để lại đồng đội phía sau luôn đấy. Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau, còn tôi cứ chiến đấy anh em nhở. Đây này, test khả năng bắn xa nhá, thằng này bắn xa không? Anh em thấy xa không ạ? Bắn phân một quầy anh em ơi, nhưng mà bắn xa thì tâm nó tầm này xa quá mọi người ạ. Bắn cũng được thôi, nhưng mà anh em đứng gần hơn xíu thì bắn nó ổn hơn. Tôi đố anh em tầm MP40 anh em bắn tầm đấy được đấy, không bao giờ. Vậy nên là thông sơ nhá, theo như mình thấy đánh giá là thông sơn nó ngon hơn MP40 khá là nhiều vì cái khoản bắn ở tầm xa anh em ạ. Đấy, rất đã, bắn tầm gần cũng ngon nữa. Cơ bản là thông sơn tốc độ bắn nó nhanh anh em ạ, rất sướng luôn nha. Tôi không hiểu sao nhưng mà tôi cảm giác là cây này giống cái cây... Ui, vãi cả trưởng, đậu xanh, gì vậy? Ui, hack rồi, anh em ấy mới tải phiên bản mới đã gặp hack rồi, trời ơi. Gì vậy, test cây thông sơn đi mà. Ui, vãi trưởng, thế này chơi gì anh em đậu xanh nhở? Ui, không hiểu sao luôn anh em, mới cập nhật OB21 đã có hack rồi cơ. Ui, vãi thật. Thế này thì toa anh em. Tôi nghĩ là không biết là có phải lỗi hay không nhỉ. Có thể là hôm nay mới cập nhật OB21 nên là nó chưa ổn định lắm. Ây, thì đang định nói với các bạn là cây thông sơn này tôi trông nó giống kiểu cây súng trường vãi nhỉ. Nó không có chất súng tiểu liên anh em ạ. Bởi vì là báng súng các thứ cũng làm bằng gỗ cả. Na ná trông kiểu AK ấy mọi người ạ. Nhưng mà thực chất thì nó sẽ đạn tiểu liên và bắn theo kiểu tiểu liên, bắn rất là ngon. Đấy, một số anh em ao ước rằng là cây thông sơn này thì mong rằng sẽ có ống ngắm. Nhưng mà tôi thấy là nếu như mà cây này có ống ngắm thì nó lại bá đạo quá. Thế thì lại không được anh em, thế lại toang. Giờ nha, mình đã chuẩn bị 4 trái bóng keo, tôi không lo thằng nào bắn bất ngờ là anh em cứ dựng bóng keo ấy thôi. Đấy, này là cũng không lo, nào. Bây giờ nhá, xem thằng nào lang thang ở đây đi phải chúng nó đi. Ui. Đây. Ở trong này có người rồi. Úi dồi, một đứa này. Trời ơi, làm gì đấy hả em ơi? Rồi nhá. Tôi thấy là bọn địch nó còn dựng bóng keo ở trong này. Khả năng sau bóng keo có người. À, không hiểu sao nhỉ. Chơi game không chơi lại trêu đùa nhau lại dựng bóng keo ở đây nhỉ. À, lại một đứa thoát trận này. Đấy. Chơi game không chơi anh em cứ thoát trận nhỉ. Thì với cây thông sơn này mình thấy là vút tâm nó cực kỳ nhẹ, cực kỳ là dễ nha anh em. Ui, cái độ bám đuổi tâm của nó vô cùng là tốt. Má méo hiểu sao. Thằng đồng đội này câu quả bom mù này trông khó chịu vãi anh em ạ. Ok, hay còn gọi là lựu khói nhở. Yo, thằng nào đây nhở?
vừa thấy đây xong mà. À đây rồi, úi rồi, úi vãi cả trưởng. Vãi cả trưởng tính bắn anh à? Xong, xị kẹo, chưa một kill nhẹ nhàng. Không hiểu sao thằng bé này tính sơi tôi anh em, nó tưởng sơi tôi. Nhìn trông ngon lành cành đào xinh gái này thôi, sơi hơi khó cơ ạ. Rồi nha các bạn, vừa mua thêm mấy cái đấm ấy, nó sẽ bổ trợ cho anh em rất nhiều khi mà các bạn chơi trong tử chiến này. Đấy, quả lựu smoke này, lựu khói này tôi ném xương xương cho anh em coi nhỉ đấy. Thì nó sẽ tạo ra một cái lớp khói mà thi thoảng thì anh em sẽ thấy là ui dồi ôi trông nó khó chịu vãi, bởi vì là kiểu nó làm mù hết mắt của anh em đúng không? Đấy, nhưng mà tác dụng rất là hay nhá. Ví dụ như kiểu đồng đội bị nộ, anh em làm quả lựu khói ra cứu đồng đội ok luôn, vui vẻ đúng không? Cực kỳ đơn giản thì địch nó cũng sợ, nó không dám vào đâu, tôi nghĩ thế đúng không? Các bạn thấy ngon, các bạn đấy là tính năng rất là ngon của lựu khó nhá. Rồi ok mọi người, để mình xem đi kiếm địch nào. À, địch đâu hết rồi? À một đứa này, test tầm xa nhỉ. Đấy các bạn thấy không ạ, trời ơi thông sơ này, bắn vuốt tâm rất là dễ nhá. À thằng nào trên đấy nhỉ? Và bắn phải nói là bắn tầm xa thì thông sơ này bắn vẫn rất là ngon anh em ạ. Anh em cứ tưởng tượng là tôi thấy bắn nó nhanh mà nó phê cực kỳ anh em ạ. Một cây súng đáng chơi. Nó giống như kiểu là đây là một cái sự kết hợp giữa cây súng AK và súng tiểu liên MP40 vậy. Đấy, không biết là có bao nhiêu anh em có cảm nghĩ giống tôi, nhưng mà tôi nghĩ thế đấy. Úi dồi ôi, trong nhà làm gì đây em ơi, trong nhà thẩm du hả? Ơ lại còn thằng nào ngồi ngoài nhỉ? Ô ở ngoài bị nốc rồi, à trời ơi. Úi dồi ôi anh em này, chơi game kiểu này. Ok ok, ra ngoài xíu đi. Ô, win rồi à? Booyah anh em, ngon lành nha. Ok, nếu như mà anh em thấy video của mình hay, đừng quên là hãy để lại cho video một lần like và chia sẻ video giúp mình nhá. Ê, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha.